Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review nồi inox Gocsan GS27F28SG giá bao nhiêu tiền. Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí chất liệu inox 430, độ dày 0,6 mm, vung kính 4 mm, đáy 3 lớp dùng cho mọi loại bếp đặc điểm nổi bật. Kích thước đáy nổi, đường kính chiều cao 28-20 cm, dung tích lớn 12 lít đáp ứng nhu cầu luộc gà, vịt nguyên con. Đáy nồi inox 3 lớp gồm 2 lớp inox và lớp nhôm nguyên chất ở giữa, vùng kính cường lực. Quay nồi inox chắc chắn, thuận tiện, cách dùng, cắm adapter kết nối nguồn điện với đèn. Sử dụng nút cảm ứng trên bảng điều khiển để chọn các chế độ sáng của đèn, ba chế độ ánh sáng khác nhau. Ánh sáng vàng, trắng, trắng vàng. Bạn chỉ cần chạm nhẹ là có thể thay đổi cường độ sáng tối của đèn để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Chế độ đèn ngủ có thể thay đổi màu sắc theo sở thích từng người, chỉ đơn giản với thao tác chạm nhẹ vào màu sắc hiển thị trên bảng điều khiển cảm ứng của đèn có thể nâng cao hay hạ thấp đèn thông qua các trục xoay được 90 độ, 360 độ của đèn, sử dụng cổng sạc USB của đèn để có thể sạc cho các thiết bị điện tử khác. Trọng lượng 1,2 kg, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng các bước mua sản phẩm như sau click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà